Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 6 tháng Giêng nhấn mạnh sự cấp thiết phải xuống thang bạo động và tìm phương cách ngoại giao tại Trung Đông. Bà nói, chúng tôi hết sức quan ngại về việc Iran loan báo không còn cảm thấy bị ràng buộc với thỏa thuận hạt nhân. Bà đề cập đến hiệp ước hạt nhân cột mốc ký với các cường quốc vào năm 2015. Bà cho biết thêm là châu Âu đã xây dựng các kênh đối thoại bền vững với tất cả các bên trong vùng và do đó phải đóng một vai trò lãnh đạo. Iran hôm 5 tháng Giêng loan báo sẽ gỡ bỏ giới hạn làm giàu uranium, thêm một bước lùi nữa trong những cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc. Quyết định của Iran được đưa ra sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ trong tuần qua, giết chết tướng Qasem Soleimani, một trong những chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran. Các ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu sẽ họp khẩn vào ngày 10 tháng Giêng tại Brussels để thảo luận về vấn đề này. Huzur dasht va dar meydan va dar amaliyat va dar amaliyat nazarat mikard.